Những ngày gần đây, nhiều người dân kéo đến nhà của anh Nguyễn Nhật, sinh năm 1982, chú tổ dân phố 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế để xem con cá rô có màu sắc vàng óng cực lạ. Con cá rô này dài khoảng 20cm, nặng khoảng hơn 300g, từ đầu đến thân, vây, đuôi đều có màu vàng óng ánh trông cực lạ. Anh Nhật cho biết, vào ngày 4 tháng 4, nhân dịp về thăm quê ở xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, anh ra sông Đại Giang đánh cá. Tại đây, anh bắt được hai con cá lóc và bảy con cá rô, trong đó có con cá rô màu vàng óng này, mừng rỡ vì bắt được con cá lạ mắt, anh Nhật nhanh chóng đưa con cá về chăm sóc tại bể cá của gia đình. Theo anh Nhật, những ngày qua đã có nhiều người hỏi mua con cá lạ với giá tiền triệu nhưng anh chưa bán, vừa có người trả giá 3 triệu đồng nhưng tôi không đồng ý bán, qua tìm hiểu tôi được biết từng có người bắt được con cá rô vàng óng tương tự và bán với giá hàng chục triệu đồng anh Nhật kể. Theo các nhà khoa học cá rô có màu vàng óng là do sắc vàng trong cá phát triển trội hơn vì loài này rất ít xuất hiện nên được xem là quý hiếm nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất